Ban quản lý sân bay Gatwick ở thủ đô London của Anh cho biết, sân bay đã hủy hơn 160 chuyến bay trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu. Một phần nguyên nhân của tình trạng này là do các nhân viên đã đồng loạt mắc COVID-19. Trong thông báo, ban quản lý sân bay Gatwick nêu rõ các chuyến bay đến và cất cánh từ sân bay này sẽ bị giới hạn ở mức 800 chuyến một ngày, theo thỏa thuận đã nhất trí với cơ quan kiểm soát không lưu của Anh. Mức trần hàng ngày này sẽ giúp sân bay Gatwick tránh nguy cơ phải hủy hoặc hoãn chuyến, trong khi chờ cơ quan kiểm soát không lưu vượt qua những thách thức về vấn đề y tế và hạn chế nhân sự. Cũng theo thông báo trên, hiện khoảng 30% số nhân viên kiểm soát không lưu không thể đi làm vì nhiều lý do y tế, trong đó bao gồm cả nguyên nhân bị mắc COVID-19. Việc 160 chuyến bay bị hủy cũng là thách thức mới nhất mà sân bay Gatwick phải giải quyết sau cuộc khủng hoảng vào cuối tháng 8 vừa qua khi gần 2.000 chuyến bay bị hủy trong 2 ngày và nhiều chuyến bay khác bị trì hoãn.